Ông cứ tuyển thêm mấy người anh được, nhưng mà phải thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Em có mấy thằng bạn, anh có mấy thằng bạn xong bảo đến làm luôn. Có thật thà không? Thật thà luôn, như đếm. Thật như đếm? Thật như đếm luôn. Cho chú là đang tuyển người đúng không? Đúng rồi, không biết là gì. Thì anh thấy là chú đang tuyển người thì anh bố hôm nay đến xin việc đấy. Xin cho ông hay xin cho ai? Đây anh đi làm ấy chứ còn xin cho ai? Ông muốn xe ngoài Hải Dương rồi lại xin việc đấy nhá. Ui giời, ngày đói ăn lắm mà vào ở đất Sài Gòn này bê răng màu mỡ, anh muốn vào trong này kiếm ăn, muốn lập nghiệp ở trong Sài Gòn. Thế là muốn xin việc đấy gì? Ừ, muốn xin việc ở đây. Không, nhưng mà nếu mà xin ở đây thì khách cứ đến thì toàn cân đối, tôi chịu chết. Ủa đâu lo được. Không phải từ cái đợt cân đối thấy mấy chú mắng, bây giờ anh chỉ cả anh đi mua cái gì anh mua một phút mốt luôn, không cân đối thế nào luôn. Mua nhanh mà. Thế giờ mình muốn làm như nào? Thì ở đây bây giờ thế nghe nói là chú tuyển thích làm công ăn lương hay là làm chia phần trăm? Thì bây giờ chỗ người quen thì bây giờ chú cứ tạo điều kiện hết mức cho anh thì cứ là được chứ. Cũng được, cái đấy để tôi cân nhắc, nhưng mà có hồ sơ hộ pháo chưa? Hồ sơ á? Thế tưởng chỗ người quen thì hồ sơ càng người quen thì càng hồ sơ. Thế phải làm cả hồ sơ nữa. Và làm cái hồ sơ đó xin việc đấy. Thế thì thêm, nhưng bây giờ vì anh đến là làm thì những cái gì ở đây, bán xe à? Ông đến đây ông làm nhiều, bán xe, đánh xe, rửa xe. Nhiều, cũng nhiều việc. Tiếp khách, nhiều. Cái lương đậu là trả như nào nhỉ? Lương đậu thì để tôi cân đối. Cân đối theo năng lực, làm được nhiều thì được trả lương mình nhiều. Mình làm được nhiều, có năng lực nhiều thì mình trả nhiều tiền. Quan trọng là mình phải có năng lực. Thế vào trong đây anh tưởng là bây giờ chỗ người quen, người giúp thì... Chỗ người quen thì bây giờ ví dụ mình vào thì anh cứ tưởng người quen thì chú biết lai lịch của anh rồi thì chú cứ nhận việc của anh là xong nhỉ? Người quen thì người quen, thiếu thì người quen đâu, nhưng mà phải có năng lực thì mới có lương như này. Cứ người quen là được lương cao á, thế cả họ tôi tuyển hết. Thế là về phải làm hồ sơ dẻo gì á? Hồ sơ dẻo, nhưng mà biết bán xe không? Bán xe cũng đang tìm hiểu, thì không biết bán thì vào đây thì mới cần. Có biết xem xe không? Xem xe thì cũng có, con được xem được con không. Thế chết thế còn nãi còn nỗ à? Thế nhưng mà bây vào đây có bảo chỉ bảo người không biết có bảo không? Thế coi như ông là chưa biết gì đi, gọi là lớp măng non đi. Tôi dạy ông từ đầu, từ măng non cho đến cấp đến đại học. Mầm non rồi. Mầm non. Thế là bây giờ ví dụ là đến đây là xin việc này, được đào tạo này. Được đào tạo này, dạy cách mua hàng, dạy cách bán hàng này, dạy cách xem xe này. Có phải giả vẫn được lương á? Lương đấy không phải lương đấy, gọi là trợ cấp thôi, không phải lương. Khi nào ông làm được việc, ông bán được, có sản phẩm thì ông sẽ có lương. Thế là vẫn được trợ cấp. Thế nhưng bây giờ phải làm hồ sơ à? Hồ sơ đầy đủ. Bây giờ ở đấy, quận 12 đúng không? Nào ở đây là khu vực Sài Gòn để... Không, nhưng mà có bằng lái xe chưa? Có bằng lái xe rồi. Có tuyển thêm hay chỉ mỗi một người đủ? Ông cứ tuyển thêm mấy người được, nhưng mà phải thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Em có mấy thằng bạn, anh có mấy thằng bạn xong bảo đến làm luôn. Có thật thà không? Thật thà luôn, như đếm. Thật như đếm? Thật như đếm luôn. Chứ ở đây không tuyển ba lăng nhăng, ba lông côm đâu. Chú biết người anh giao dịch toàn tiền tỷ thôi ấy. Chú biết là người anh là thật thà như nãy này rồi còn gì nữa. Ông thì tôi về tối nay tôi về tôi phải suy nghĩ lại. Chưa chắc. Thế để anh về làm hồ sơ thì mai quay lại xong anh cho anh làm luôn nhỉ? Nhưng mà có biết tên xe không? Xe thì bây chưa biết thì phải. Không biết một con nào? Thì có con biết con không? Ông chỉ tôi xem con nào biết à? Có con Mercedes này, biết là cái logo này trên TV đi. Con này. Mazda. Con kia? Mấy con đấy không biết. Nhưng mà con này. Cả con đấy chưa tìm hiểu. Thế nhưng mà bây giờ xong ấy thì bảo dần dần chứ hả? Bảo dần dần. Thế để mai anh làm xong hồ sơ thì anh quay lại nhá. Rồi ok, mai các bạn bè dẫn đến. Nhưng nhớ là phải khiêm tốn thật thà. Thì thật thà thì anh đã bảo thật thà như đếm luôn. Được.